Timberland. Âm dương của ta đây. Chuyện gì xảy ra? Tội nghiệp cháu tôi, đêm hôm qua ở nhà có một mình hả? Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Con ở nhà một mình sợ quá à. Cái chu ngoan của ngoại, bà ngoại đi làm rồi gói bánh tét cho người ta, làm xong mới được về con. Ở nhà thì cứ ngủ sớm đi thì hết sợ hả con? Con nhớ ngoại, con ngủ không được. Mà sao ban ngày ngoại lại đi làm, tối ngoại còn đi làm nữa? Ngoại phải đi làm để kiếm tiền nuôi Tích Chu nữa chứ. Ngoại ơi, mấy đứa bạn của con đứa nào cũng có cha mẹ mà sao con không có vậy? Cha mẹ tụi nó đi làm nuôi tụi nó, còn con thì sao ngoại lại đi làm nuôi con? Cha mẹ con đâu sao không đi làm nuôi con hả ngoại? Con lại đây với ngoại. Ừ. Con có biết không, cha mẹ con á ở xa lắm, ở suốt ở trên trời lận, cho nên không nuôi được con đâu, mà ngoại phải nuôi con. Con cũng thương ngoại nữa, mai mốt con lớn cơ sẽ không cho ngoại đi làm nữa đâu. Ngoại già rồi, làm cực lắm. Ngoại biết Tích Chu thương ngoại, nhưng mà Tích Chu phải nghe lời ngoại nha. Dạ. Thương ngoại có mấy giờ? Bữa nay không đi làm hả ngoại? Ngoại mệt chút con ơi, ngoại nghỉ chút con. Mà trời nắng chang chang á, à con đi đâu con chữa nhà? Con đi thả về con, sợ nắng luôn ngoại. Ủa mà ngoại bị bệnh hả? Cũng bệnh chút hả? À con ơi Tích Chu, con đi tìm cho bà một nắm lá bưởi dưới về nhà vườn mình lấy ít xả để ngoại làm nồi xong, ngoại xong chắc là khỏi không nghe con ha. Vậy là đi hai lá bưởi phải không ngoại? Con qua bà Tám á, con xin cho bà. Dạ con biết rồi, con đi nha ngoại. Để con đem con về này trả cho thằng Tí, xong rồi con lấy lá bưởi cho ngoại nha. Tích Chu ơi, Tích Chu ơi, cho ngoại miếng nước con ơi. Tích Chu ơi, cho ngoại miếng nước. Tích Chu ơi, cho ngoại miếng nước. Tích Chu, Tích Chu ơi, Tích Chu ơi. Tích Chu ơi, Tích Chu. Có chuyện gì mà mày chạy dữ vậy tí? Tại vì mày đã hay ổi không? Hay ở đâu? Hay nhà ông ba á. Trời ơi, ổi chín ngon lắm mày ơi. Nhà ông ba hả? Thôi, ông dữ lắm, ông hay xua chó ra rắn tụi mình. Bữa trước tao với mày bị mà chó rượt chạy muốn chết luôn. Mày không nhớ hả? Bữa nay á, tụi mình không có hái trộm nữa. Ông ba nó ổi chín nhiều quá, rụng cũng uổng. Cho tụi mình hái thoải mái luôn. Không rồi, mấy đứa kìa, nó hái nhanh lắm. Tao mày đi đi. Ừ, đi. Nhưng mà không được, tao phải đem nó bữa này về cho ngoại tao, người tao bị bệnh rồi. Ngoài mày bị bệnh hả? Vậy giờ sao giờ? Ổi chín nhiều lắm, ngon lắm á. Mình mà không tới tụi nó hái hết luôn á. Vậy thôi đi lẹ cũng được. Đi. Ờ vậy cũng được. Tao mày hái cho ngoại ăn luôn. Tích Chu ơi, Tích Chu ơi, cho ngoại miếng nước.
Chu ơi, Chu, Chu ngoại mới mất. Chú ơi, con đi đâu rồi? Ngoại rát nước quá. Chú, Chú, ê mày, công nhận ổi ngon thiệt luôn á. Ừ, thôi tao về nha. Ừ, đi tao đi á. Ai ông ngoại, tao về nè. Ông ngoại đâu rồi? Ngoại ơi, ngoại, ngoại ơi, ngoại, ngoại đây. Ngoại ơi, ngoại. Là ngoại đây, Tích Chu ơi. Tại sao ngoại lại là con chim? Sao ngoại lại biến thành chim vậy ngoại? Tích Chu ơi, ngoại khát nước quá, ngoại phải biến thành chim để bay đi tìm nước. Thôi, ngoại đi đây. Con lại đâu? Nhưng tại sao ngoại lại biến thành chim vậy cô? Tại sao ngoại lại bỏ con hả cô? Tại vì ngoại con bị ốm nặng và rất khát nước, trong khi đó con lại mãi mê ham chơi, không về chăm lo cho bà. Vì quá kiệt sức, bà đã hóa thành chim bay đi mất, sẽ không về với con đâu. Cô ơi, giúp con đi cô. Tại con ham chơi không về coi chừng ngoại. Cô ơi, mau giúp con biến ngoại lại thành người đi cô. Không biết lỗi rồi cô ơi. Ta không thể giúp ngoại con trở thành người lại được, nhưng ta chỉ có thể có cách chỉ cho con thôi. Cô mau chỉ cách cứu ngoại đi cô. Mau chỉ đi cô. Nghe này Tích Chu, nếu muốn cứu được ngoại, con phải đi lấy nước ở từ suối thần về cho bà uống. Đường đi rất xa xôi và hiểm trở. Liệu con có đi được tới đó hay không Tích Chu? Dạ được. Chứ xa xôi hiểm trở con sẽ quyết đi. Để đến được dòng suối thần mang nước về cứu ngoại. Con mau chị đưa cho con đi cô. Con hãy xòe tay ra, ta sẽ ban cho con cái lọ này. Và con hãy tới dòng suối thần đựng vào trong để cho ngoại con uống. Khi uống xong, ngoại của con sẽ trở thành người lại như xưa. Ngoại con uống nước, ngoại con sẽ trở lại thành người. Ngoại sẽ trở về với con đúng không cô? Đúng rồi Tích Chu. Ngoại con khi uống xong sẽ trở thành người quay về với con. Con cảm ơn cô Tiên nhiều lắm.
con sẽ đi ngay, con mau chỉ đường cho con đi cô. Nghe này Tích Chu, đường đi rất xa xôi và hiểm trở, con hãy xòe tay ra, ta sẽ tặng cho con 3 nhành liễu tiên. Khi gặp khó khăn, con hãy lấy chúng ra nhé, chúng sẽ giúp con. Hãy nhớ là khi nào cần kiếp sử dụng thì con hãy lấy chúng ra nhé, chúng sẽ giúp con vượt qua khó khăn. Con hãy nhớ kỹ lời ta dặn khi đến được dòng suối thần. Bây giờ ta sẽ nhờ bầy chim dẫn đường cho con đi, cứ đi theo chúng sẽ tìm được nơi con cần đến. Con cảm ơn cô Tiên. Tại với mày đi coi thả gì không Đích Chu? Đồng lắm á, vui lắm luôn á, mày đi không Đích Chu? Không được, tao phải đi cứu ngoại tao đây. Mà ngoại mày bị cái gì? Mà mày đi cứu ngoại mày ở đâu? Ngoại tao bị biến thành chim rồi, tao phải tới dòng suối thần để lấy nước thần về cho ngoại tao uống rồi biến thành người. Thiệt không Đích Chu? Mà dòng suối thần nó ở đâu? Mà cho đi cùng với mày được không Đích Chu? Dòng suối thần nó ở xa lắm, nguy hiểm, mày không đi được đâu, tao phải đi một mình thôi. Tao với mày là bạn bè mà Đích Chu. Mày cho đi với mày đi, tao giúp mày chút xíu. Không được chuyện này, tao phải đi một mình. Mày giúp tao ở nhà coi chừng ngoại, coi ngoại có bay về hay không là được rồi. Mà tao biến thành chim rồi, mày thấy ngoại về thì chăm sóc ngoại giúp tao. Thôi là chăm sóc ngoại mày giùm cho. Mày cứ yên tâm mà đi nha Tích Chu. Cảm ơn tí nha. Không vai qua lại nơi này. Tại sao người đến đây phá giấc ngủ của chúng ta vậy? Ta nói rồi, ta đi cứu ngoại của ta. Các ngươi thả ta ra mau. Nó nói gì? Nó nói là đi cứu ngoại của nó. Ngươi đừng có nói láo. Ngươi là một thằng bé hư hỏng ngỗ nghịch. Ngươi dám tới đây à? Dám xâm phạm tới lãnh địa của chúng ta à? Đã vậy thì ngươi đừng không mà thoát khỏi nơi này. Im đi, nó la kìa. Ôi, nó la sợ quá. Nghe lên lừa cái già xấu xí. Thấy ngươi muốn bắt ta cũng được. Cái thằng bé này thật là to gan hỗn xược à. Ngươi có biết á, không bao giờ ngươi ra khỏi nơi đây. Nghe này Tích Chu,
Đường đi rất xa xôi và hiểm trở, con hãy xòe tay ra, ta sẽ tặng cho con 3 nhành liễu tiên. Khi gặp khó khăn, con hãy lấy chúng ra nhé, chúng sẽ giúp con. Nhưng ta có hồ ba vật này muốn cho các ngươi xem. Nếu mà có thì đưa cho ta coi thử. Ở đạp các ngươi chưa từng thấy bao giờ. Ngươi có báo vật gì mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ? Sắp tới đến nơi mà còn lại mấy không thấy. Giờ ngươi hãy bảo là bọn của các ngươi thả ta ra đây, xong ta sẽ lấy kho báo cho các ngươi xem. Thả ngươi ra để ngươi chạy trốn sao? Đừng có mơ. Ngươi xem đi các ngươi, đông như vậy mà ta chỉ có một mình, ta trốn đi đường nào? Nó nói đúng, nó đã lọt vào đây thì thoát được có bằng trời nha. Thả nó ra đi. Suối này thì con ngươi là ai? Ta ta là rắn cái, không hiểu phải không? Nói tóm lại, ta là vợ của ông rắn này. Ta nói cho nhà ngươi biết, hai vợ chồng ta sống ở đây đã được 300 năm rồi. Chúng ta sống ở đây không biết qua bao nhiêu mùa lá rụng. Ta đã từng bò lên cây, thuộc xuống đất, bò lên cây. Ta sống ở đây rất vui vẻ. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, hai vợ chồng chúng ta vẫn chưa có đứa con nào hết. Nó không còn nghe. Hả? Nghe nó nói chưa? Nó là con nít. Bà nói cái gì mà vắng tắt thôi. Làm gì mà leo lên leo xuống, nó không có con cái gì, nó đâu có hiểu. Nói lại cho nó ngắn đôi. Tại ở đây buồn quá, không có người để nói chuyện. Lâu lâu gặp nó, nói cho nó nghe. Mà nhà ngươi vô đây làm cái gì? Ta xin một ít nước sứ thần. Hả? Còn tránh đường đi cho ta đi. Ngươi có biết ở dòng suối này có bao nhiêu người đã đến đây nhưng mà không có về được không? Bỏ xác ở đây chỉ còn bộ xương khô thôi. Ủa? Rắn chồng. Nó chửi ông ích kỷ kìa. Nó xúc phạm ông kìa. Xúc phạm à? Nhưng mà ông sao? Hả? Hàng ngày cũng có nhiều người đó nhục mạ ta, chửi mắng ta đủ thứ hồn. Không có sao mà ông nhỏ này nó chửi vậy. Cũng vui vui á chứ. Ta nói cho nhà ngươi biết, nhà ngươi đừng có tưởng
xúc phạm ổng rồi ổng sẽ cho nhà ngươi một ít nước thần hả? Còn lâu. Còn lâu. Coi ổng già già như vậy chứ ổng thông minh lắm mà nghe. Nói vài câu khích ổng, tưởng ổng sẽ tức giận lên, ổng cho nhà ngươi một miếng suối thần hả? Không có đâu con. Ta nhất quyết phải lấy nước suối thần cho bằng được. Có đủ bản lĩnh thì lấy đi, đừng có xí gạt ta hả? Nướng nè. Ngươi sẽ thành bữa trưa của ta. Luộc ra. Rắn chồng nó khóc lộ kìa. Bây giờ làm sao hả? Biết bao nhiêu người qua đây dùng thủ đoạn thấy không? Xí gạt ta để lấy cái đồ đất thần. Thằng nhỏ này nó khóc làm cho lão cũng xúc động quá. Qua đây tôi nói này nghe coi. Cái gì? Thằng nhỏ này không phải với mấy người khác. Ồ. Nó âm mưu thủ đoạn. Còn thằng nhỏ này xin mấy giọt nước nặng nó về nó cứu bà nó thành con kim rồi. Rắn chồng ơi. Ôi. Lâu nay ở dòng suối này nhiều người đến đây xin nước suối thần nhưng mà toàn là người xấu không à. Họ có nhiều thủ đoạn. Nhưng mà thằng nhỏ này á, nó xin nước về để cứu bà nó sống lại. Tôi thấy nó là người tốt. Ông ơi, nó làm tôi muốn khóc luôn ông ơi. Tôi cũng xúc động quá. Rắn chồng. Dạ. Ông hãy cho nó một miếng nha rắn chồng. Cho nó vài giọt đi. Giờ con đừng nóng, đừng khóc nữa, ông với bà tính rồi. Cho con vài giọt nước đặng con về con cứu bà con nha. Ông bà cho rắn con chồng. Vài... Dạ. Trời ơi, cho nó thì cho nó nhiều nhiều chút đi. Cho có vài giọt, lỡ về cứu không được bà nó chết queo luôn rồi sao. Phải à. Cho nhiều đi. Nhiều nhiều. Con, ông bà cho con nhiều nhiều nước đặng con về con cứu bà con nha. Thôi đừng có khóc nữa. Nè, bây giờ muốn có nước cứu bà phải không? Đây nè, đường này con đi thẳng qua ba ngọn đồi, bên kia đồi sẽ có dòng suối thần, con lấy nước về cứu bà đi. Dạ con cảm ơn bà. Cứu bà con đi thôi ông, con đi. Ôi, nhỏ thấy thương tội nghiệp quá. Thấy thương quá rắn chồng ơi. Chú đi lấy nước thần rồi đó ngoại. Chút xíu nữa tới chú về ngoại ơi. Ngoại đừng có buồn nuôi con nha ngoại. Ngoại ơi con về đây nè ngoại. Ngoại ơi tới chú về nè ngoại. Hay quá, hay quá. Trời ơi, mày nhớ con quá chứ chưa.
đi lội rồi. Từ nay con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời ngoại, con sẽ chăm sóc cho ngoại. Ngoại đừng bỏ con mà đi nữa nha ngoại. Tích chu của ngoại ngoan quá, ngoại làm sao có thể bỏ con mà đi đâu được nữa. Từ đó Tích Chu trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, hết lòng yêu thương, nghe lời bà chỉ dạy. Cậu còn chăm chỉ học hành, khiến bà rất là vui lòng. Hai bà cháu sống bên nhau thật đầm ấm và hạnh phúc. Bình nước thần còn lại, phần thưởng cho lòng quả cảm, mưu trí, Tích Chu vẫn giữ lại bên mình. Sau này, cậu làm được rất là nhiều việc, rất có ích giúp đỡ cho mọi người. Xong rồi xong chắc là khỏi hơn nha con ha. Dạ con biết rồi, con đi nha ngoại. Có chuyện gì mà mày chạy dữ vậy tí? Tao với mày ra hỏi không? Không được, tao phải đem nó bận này về cho ngoại tao. Mà tao bị bận rồi. Mình mà không tới tụi nó hái hết luôn á. Mình đi sáng nhanh về cũng được. Ừ, đi. Đi. Ừ. Liệu con có đi được tới đó hay không Tích Chu? Ngoại tao bị biến thành chim rồi, tao phải tới giống thú thần để lấy nước thần về cho ngoại tao uống để biến thành người. Thiệt không Tích Chu? Mà giống thú thần nó ở đâu mà cho đi cùng với mày được không Tích Chu? Giống thú thần nó ở xa lắm, nguy hiểm, mày không đi được đâu, tao phải đi một mình thôi.